Minh Tâm Cuộc Sống Mỹ xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hello các bạn, hôm nay là tuần lễ cuối cùng của lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Nguyên Phước ở Las Vegas. Hôm nay mình đến hơi trễ một chút, bây giờ mời cả nhà cùng vào bên trong dự đại lễ Phật Đản với mình nhé. Mời cả nhà. Ngày Phật Đản sớm, trường gian mừng đến cha lành, người từ cung trời đậu xuống xuống trần cứu đầu chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma Gia nồng mơ vô trắng sau ngàn, sinh ra người đi bảy mươi chân ngựa sẽ trắng nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới ta là thiên vương thiên hạ độc tôn duy ca, đó cũng là Đức Phật Thích Ca. Người chân thái tử Đạt Ca sống trên những đống lúa này, sánh vai cùng đàn công chúa ngài vàng kế vị vua cha. Từ khi về lòng những xót xa, bao ước đêm người ngồi suy tư, vào ra tâm trí thân thờ, phát tìm con đường giải thoát. Đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, ông hồng trên lưng ngựa trắng, xa nặng người bão đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ đường giải thoát. Đường ấy chính là gì không? Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, ống hồng trên lưng ngựa trắng, xa nặng người bão đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ giữ đôi đầu, kim cương bất hoại, tiềm giác phát đạo nhập màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà, vinh danh chi mừng mơ hội liên hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin đại diện cho hòa thượng chủ trì chùa Nguyên Phước cũng như quý nam nữ Phật tử nơi đây rất là thành tâm tán thán công đức của Phật tử đồng đức. Phật tử đồng đức thì thầy thì chỉ mới quen đây thôi, nhưng mà quý Phật tử nào đã đi chùa thường xuyên ở trong vùng Las Vegas này á thì chắc có lẽ là biết rất là thân thuộc với hòa quen biết với Phật tử đồng đức, có giọng ca truyền cảm và ca ngợi về Đức Thế Tôn cũng như về cha về mẹ rất là hay. Và sau đó thì cũng thầy cũng nghe được có một chú ca giọng cổ cũng hay lắm. Thì một lát nữa đó, sau khi buổi lễ, thầy có nói với chú là nếu có thời gian thì ghé qua chùa dạy cho thầy hát với thầy, sao hát hay như vậy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy cảm niệm công đức của chú đồng đức cũng như quý Phật tử rất là nhiều, đã dâng lên những lời ca tiếng hát để ca ngợi về Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Một lần nữa cầu Phật gia hộ cho Phật tử
được thân tâm thường an lạc và sống trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp giảm bớt những cái gọi là cái khó khăn cũng như những cái gì là đang mất để mà có cái phương tiện để tham gia nhiều với lại Phật đẳng như là cũng như hóa tôn học của Nguyên Phước. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay mình cũng biết đó là Hòa Thượng có cái chương trình Phật sự rất là đặc biệt, cho nên vắng mặt với quý Phật tử đây. Nhưng mà Hòa Thượng tin tưởng và chắc chắn rằng Thầy Diệu Niệm là người kế thừa Hòa Thượng với cái sự hy sinh, nhiệt tâm và đạo hạnh và sự cống hiến của Thầy Diệu Niệm, thì Hòa Thượng luôn luôn tin tưởng và Phật tử chúng ta cũng phải tin tưởng, phải không? Cho nên bằng chứng hôm nay rất là đẹp. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay mình được có duyên lành, quý vị đã bỏ thời gian đến đây để mình cùng nhau xưng tán Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói nếu giai cấp thấp bình cùng hèn hạ mà Ngài thắt sanh vô đó thì chắc chắn không thể nào quá độ được tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài quan sát tất cả, Ngài thấy Hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, là người thích hợp để Ngài hạ sanh. Thì mới trở lại vấn đề Đức Phật dạy điều căn bản của người con Phật. Thì trong cuộc sống này chúng ta nên lúc nào cũng vậy, như một cái đó hoa sen Đức Phật quán chiếu, thì trong một cái hồ nước hay một cái đầm sen thì có những bông sen nó dương lên, nó tỏa cái mùi hương của một bông hoa. Bên cạnh có đó thì cũng có những cái bông hoa nó là đài trên mặt nước, và cũng có những cái bông nó còn chồi non ở trong lòng nước. Thì cũng vậy, thì Đức Phật Nam mô Hiện To Đạo Tràng Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khối trầm thơm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng. Đời pháp giới dung thông kết đại sen rực rỡ, nguyện là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chính. Nam mô ấy Đại Từ Đại Bi Tâm Thính Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chính. Phục nguyện ấy tâm bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát thân văn phạm vương đế thích tử thiền vương chúng thiền long bát bộ hộ pháp nhất thiết thần vương quang giáng đạo tràng chùa Nguyên Phước chứng minh công đức. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2024, tổng ngày kỷ niệm Phật đản sanh. Ngưỡng nguyện ngay tâm bảo chứng minh thì từ gia hồ đạo tràng ngay thân tâm thường an lạc, chỉ tu học vững bền xa bể khổ nguồn quê, chóng quay về bờ giác.
kính nguyện ấy Di Đà từ phủ địa tạng năng nhân thân kim sắc tí vị đề huệ. Vô hàng không? Đó, đứng vô hàng không? Mà đứng để chân tâm hả? Gì ừ, đẩy từ từ chân ta lên. Ở phía trên chánh điện á, thì thấy hơi hẹp một chút, cho nên cũng có một số người đứng ở phía bên trong đây. Ở chùa Nguyên Phước này có làm một vài món đồ chay để bán. Bạn nào có muốn thích những món đồ ăn chay thì mua về ăn cũng được. Cái này cuốn bò biếc nè. Cái này bún gì? Không biết bún gì. Có cà. Không kêu là bún gì á con. Dạ. Chắc vậy. Bún chay nhìn hấp dẫn quá trời. Bún thấy có cà. Bún cải Nha Trang. Chùa Nguyên Phước. Bún cải Nha Trang hả? Nấu một nồi quá cho bự luôn. Quay một chút đó. Làm sẵn đồ ăn hết rồi. Cho ai có muốn xuống ăn thì múc vô tô ăn. Ăn xong rồi các bạn, mình đang ra phía sau ở chùa. Cái cây đó. Đây có tượng Quan Âm Bồ Tát. Trời ơi, cái tượng Phật chút tiểu nè. Dễ thương quá à. Trời, cái tượng này đâu mà hay quá ha. Có
quay bánh đại vậy? Nhiều. Bây giờ đâu cần lên Amazon á. Công nhận này phía sau rộng quá ha. Đúng rồi, nhà mới mà, hay nhà cũ mà. Rộng nhé. Phía sau mấy cây thông mà. Đợt năm rồi á, em đi á, năm rồi em. Xung quanh khung cảnh phía bên ngoài chùa Nguyên Phước. Chùa này phía ngoài rộng rộng dữ lắm. À. Ở đây rộng quá ha. Chùa có cây bông giấy màu tím đẹp chứ sợ luôn. Ủa đó bông bụp á hả? Sao rộng dễ sợ luôn. Phía sau chùa ở đây có cái tượng Phật này nữa nè. Lên đẹp quá trời. Ở chùa có cây sen đá nè. Đẹp quá trời luôn. Hôm nay lại chùa gặp lại người bạn cũ làm chung với nhau mấy năm trước. Và ngồi lại 88 nãy giờ cũng lâu. Và mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Và mời các bạn nhớ đón xem video kế tiếp của mình. Bye bye. Cảm ơn cả nhà đã vào xem video. Mến chúc cả nhà cuộc sống luôn bình an và hạnh phúc.